Nhã Phương hé lộ tên con gái là Destiny, xác nhận yêu chồng ngút ngàn. Lần đầu tiên Nhã Phương tiết lộ tên thân mật cô công chúa cưng ở nhà vô cùng đáng yêu. Nhiều người hâm mộ còn hy vọng sớm công khai cận mặt con gái. Hơn một năm kết hôn, nhưng đây là lần hiếm hoi khán giả thấy Nhã Phương lần đầu chia sẻ tên gọi của con gái và tiết lộ cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân dành lời yêu thương đến Trường Giang. Mới đây Nhã Phương đăng tải dòng trạng thái vô cùng tình cảm gửi đến ông xã. Người đẹp đã hạnh phúc nói về tổ ấm hiện tại sau hơn một năm kết hôn. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn vô tình tiết lộ tên của con gái. Được biết gia đình gọi nhóc Tiền là Destiny. Nữ diễn viên hạnh phúc viết, cuối cùng những điều ước trong năm 2019 của ba xem như đã thành hiện thực hết rồi nha. Một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, một công chúa để ba cân nặng, một bộ phim điện ảnh sắp phát hành và một live show dành cho bà con xa quê ở Mỹ đã hoàn thành. Mừng cho một năm thành công rực rỡ của ba nè. Nói vậy chứ mẹ cũng thành công không kém nha. Thành công lớn nhất của mẹ là mang tiểu công chúa Destiny đến với gia đình nhỏ của mình. Nói chung 2019 là một năm tràn ngập hạnh phúc của chúng mình ba nhỉ. Lâu lâu viết xến xến một tí, chứ không có người kiện cáo nói mẹ không có thương ba như trước. Khẳng định luôn yêu thương ngút ngàn nha. Gia đình chúng mình cảm ơn những tình yêu thương của mọi người đã luôn bên cạnh và ủng hộ chúng mình nha. Sài Gòn se se lạnh khiến cho tâm hồn bi, muốn tản mạn chút chút cảm xúc đến mọi người. Sẵn tiện ai chưa xem được live show mới nhất của ba Destiny thì vào xem chung với Bi nha. Xem mộng lấy vợ tay như thế nào rồi cho Bi nghe cảm xúc của mọi người nha. Nhã Phương đăng tải dòng trạng thái tình cảm gửi đến Trường Giang, lần đầu tiết lộ tên con gái vô cùng ý nghĩa. Ngay sau bài viết chia sẻ, nữ diễn viên Miu cùng bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ đã thích thú khi cô chia sẻ về con gái và gia đình. Nhã Phương còn hài hước trêu chọc ông xã khi ganh tị với con gái. Ổng kiện cáo em, bỏ lơ ổng chị ơi. Trường Giang cùng bà xã trốn con đi chơi cùng hội bạn bè. Cách đây vài ngày trên mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh vợ chồng mười khó đi xả stress ở Úc cùng một vài người bạn thân thiết sau những ngày bận rộn. Đây cũng là chuyến du lịch nước ngoài hiếm hoi của cả hai sau hơn một năm về chung một nhà. Những hình ảnh nam danh hài cùng vợ đi mua sắm đồ hàng hiệu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong ảnh anh tỏ ra chiều vợ hết mực khi không ngại xách đồ để bà xã thoải mái chụp hình cùng bạn bè. Có thể thấy, vợ có sắm loạt item đắt đỏ thì Trường Giang lại chỉ giản dị với các thương hiệu bình dân. Đáng yêu hơn khi Trường Giang ngồi ra rìa đợi vợ chụp ảnh tự sướng với loạt đồ hàng hiệu. Trường Giang kết hôn cùng Nhã Phương vào tháng 9 2018 sau 3 năm yêu đương đầy sóng gió. Hiện tại vợ chồng Trường Giang đang chung sống trong một căn hộ chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài bận rộn lịch diễn hay quay, nếu ở nhà, nam danh hài sẽ luôn nấu chỉnh chu những món ăn và hối thúc vợ ăn. Không giống như những nghệ sĩ khác sẽ chia sẻ về con cái, nhưng đối với cả hai cũng bày tỏ quan điểm không muốn công khai hình ảnh con đến với truyền thông vì mong muốn nhóc Tì có thể trưởng thành một cách tự nhiên. Cuộc sống hôn nhân của họ càng khiến biết bao người ngưỡng mộ khi anh luôn yêu chiều bà xã hết mực, vợ mình không chiều, chiều ai bây giờ.